Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và thủ trưởng một số sở ngành đơn vị trong tỉnh. Tại phiên họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình đề án khuyến khích ưu tiên các tổ chức cá nhân đầu tư vào xây dựng và bảo vệ công trình đê điều, kết hợp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Việt Gáp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030. Sở Nội vụ trình đề án thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở chất lượng cao Hưng Yên thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, phê duyệt và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2019. Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu đối với đề án khuyến khích ưu tiên các tổ chức cá nhân đầu tư vào xây dựng và bảo vệ công trình đê điều, kết hợp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đơn vị lập đề án cần lấy ý kiến của đại diện các thôn xã có đê tham gia góp ý để đề án khi được ban hành phải thực hiện tốt trong thực tiễn. Đề án phải thực sự có ý nghĩa khuyến khích đối với các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trong việc đầu tư, vượt lập toàn bộ diện tích ao hồ ngoài đê, góp phần giảm tình trạng lún lứt đê. Đồng thời, yêu cầu các địa phương có đê sông Hồng, sông Luộc thực hiện cắm biển tải trọng và thực hiện các biện pháp để bảo vệ đê. Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Việt Gáp giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, muốn tránh được dịch bệnh thì phải thực hiện chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp, tập trung xa khu dân cư và theo hướng an toàn sinh học. Không khuyến khích chăn nuôi bò sữa, chuyển hướng chăn nuôi bò thịt cao sản ra xa khu dân cư để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tích cực ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tận dụng phế thải trong chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ, tăng giá trị ngành chăn nuôi. Về kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định đây là kết quả đánh giá khách quan, khoa học. Đồng chí đánh giá cao sự cố gắng của các sở ngành và địa phương và mong muốn việc xây dựng chính quyền điện tử trong năm tới đạt kết quả tốt nhất. Với đề án thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở chất lượng cao Hưng Yên thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng tình với chủ trương thành lập trường và khẳng định việc tự chủ sẽ là xu thế tất yếu nhưng bước đầu thành lập trường mới vẫn phải là trường công lập. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Trường Cao đẳng Cộng đồng và nghiên cứu, học tập các mô hình của tỉnh bạn để thống nhất, làm rõ về quy mô thành lập trường, cơ chế tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục tỉnh nhà trong thời gian tới.